Chào cả nhà nhá, mày sẽ đục cả bụi như mình bắt đây này, đi cũng bắt đầu đấy, xuống hàng mè này, lâu đục này, ba anh em đục đó, cả một bì, tiếng đồng hồ đã hai tiếng đồng hồ đó, giờ mới được có đấy thế này, nói chung được khoảng ba trái thôi, xuống hàng mè thôi, tất cả. Hả? Thì cứ bắt đi, bắt cái lạp nữa đấy, con lạp rớt đây đó. Bá lạp rớt rồi. Bá lạp rớt á? Ừ. Nó tụt xuống từ đồng, nó tụt xuống rồi. Cất rồi, thì con phải lấy cất. Háng thò được tới nơi à? Thôi nó bẻ que ta thử rồi coi. Nửa thì ta bẻ mẫu ta lối lên nó đâu. Hắn mà xấu khéo đi mẹ 5 giờ ní nó hơi. Khéo hắn xấu là 5 giờ ní thật đấy chứ. Quanh bên đây bên đây bên đảo. Quanh cái ngách bên đảo. Đào được không? Ô, đây, loài đây này. Đào được, rồi đào đi. Lục sao bé ăn lục cái đào. Ôi chào ơi, loài tập cái thám đây. Mình nhìn xuống đây. Đục được không? Thịt này nếu mà cho bé ăn một cây nó đã đi đấy. Đục được không? Đào cái lấy được. Loài đục mật. Loài cục của mã cục của dưới đó mà. Nếm này nếm kế bùa lên nó phải không? Kế bùa lên trên rồi ra. Tật mật nó bè đó. Đá của sườn luôn. Nó chín nữa. Hả? Quay. Lâu rồi không có cái video muốn đưa lên cho cả nhà xem một ít thôi. Làm cái video đi. Cục này mà nó bể được kiểu.
thủ. Quay. Mất luôn. À, thôi luôn. Mất. Luôn đầy mè nó 8 mê thôi. 8 mê thôi. Đâu rồi, đâu rồi. Đau kìa chứ. Wow, thì đéo bê được lắm ạ. Thôi dẫn lưu nó về có việc. Hả? Em về trước có việc. Đây nè. Trước kỳ mẹ bá cái lập rượt dưới mất hả? Mẹ nè. Không có để bá cái lập rượt đấy chứ. Bồng hơn nó lắm nè. Còn cái dây này nè. Vài cực này, bẻ em này, bẻ hai cục đi đây này. Là hiểu hàng đó nè. Đi được lên nè. Mày biết hết. Mày lạp cho nó rắn nè. Đứt kia, không ai nên ra được. Lồn gãy mẹ rồi. Nó không nón, gãy không nón. Nón cũng có mật. Nặng quá. Wow, lồn đi. Bách. Cực đi bách. Đây mẹ nó. Trật trật bám. Trật bám, trật bám. Để lồn đi bách. Nó rách đâu. Đây mẹ đảo rồi. Lồn. Cái lập gai nữa, mũ mẹ nữa. Lồn xuống háng mẹ rồi. Lớp chủ tiếp đó đấy chứ. Tìm cách để mà lấy được. Ôi cha ơi. Mày. Kiểu gì cũng bỏ được mấy cái lạp nữa mà. Kiểu gì thằng phải đục tìm cách ta lấy không được. Chứ đang mắc mí rồi đây. Đâu này gầy được rồi. Chứ năng đéo lấy được. Ôi trời ơi. Của ông này. Ủa lý có lẽ phải đến cả 15 cái. Thầy dạy tầng mật này. Sơn nhà hào làm đá biến đâu. Sơn nhà hào làm đá. Hít mẹ nó còn một lạp nữa. Còn một lạp á? Ừ. Một lạp tá kiểu chí ta phải mót được cái giờ này ta. Chúng được giờ đục. Thì được giờ thì vai trái chứ. Còn kiểu chứ phải đục, tìm cách đục cho lấy nhau ạ. Dư đi là đạt rồi, đã đạt rồi đó. Này, mật ống mà ủ ống này cả nhà này. Đấy, cả nhà thấy chưa? Ống cuội mua mà này. Ủa những quấn như này là trá của đống. Rồi. Như cục mật không kéo lấy được. Gãy mẹ thôi. Không tới tay nào hay lắm. Tật tay đéo xuống. Tay anh vừa. Vừa mềm, mềm là vậy. Quả mật nón là gì nè. Mệt là vậy rồi. Mật vàng đẹp ơi. Trời của ông nếu mà đúng là bắt thì đúng hết phí hả? Hết nè. Nhanh lắm ạ.
qué thử thử cái qué xuống xấu không nó. Qué này nó có đây tới chứ mấy. Tới tới bẻ cái mẫu á. Mẫu ngoắc mà lối được không? Ui cha. Mồm kêu hết mà hồn móc ra cục. Không ở dưới thì thấy rồi, cái dưới này dư chỉ có chơ mới nở phát nữa để bỏ cái kẹt nó đóng cái con ráo thôi. Rồi chứ. Lòi gần cục mật, lòi ra rồi. Cái này đóng nó đóng nó đóng nó cái tầng đá nó bắn. Lạt ra đó. Rồi. Lòi cái lạt nữa, lòi cái đầu lạt nữa này. Đây. Đây, nhìn dòng đây. Đó. Làm một chú hư nó được. Chứ chưa phải lấy con đá này này. Là nằm trường vô ra được này. Lấy con đá này là một người trường vô, một người ngoài mới lấy thôi. Không biết là năm lấy hoa nếu vậy. Là ăn rái ăn vô lắm. Không, chú có cái trường như dây không thì có cái hình quả đá tầm cái cục nếu vậy. Không, chú bài trái không? Đá thôi, chú có cái đường chiêu cũng được thôi. Ta lấy đi. Được lắm. Tùy được. Tùy cũng hết. Nào. Trong trong nữa. Xá ra cái cục. Tùy trong nào. Đầy lắm. Ồ, mặt trong một bằng nó lớn một lính. Hả? Mặt trong bọn này nó một cục nữa. Thôi. Lấy cái tùy lên nó tải mấy. Đây. Tao nói mấy nó mới tẩy cũng không tẩy túi như nữa. Tẩy từ tường ra chỗ. Mà chạy rồi, nằm chạy chứ. Chạy rồi, nằm chạy rồi. Nằm chạy rồi. Chạy rồi. Vô rồi đó. Ô lôn đây, anh Thịnh Linh ơi. Ngoặc của mũ mẹ nó rồi.